Anh tên là gì nhỉ? Em xem hóa đơn quên mất rồi. Anh Hoàng. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại ngày tháng 11 năm 2020 và chúng tôi vừa bàn giao cho gia đình nhà anh Hoàng một bộ nội thất phòng khách tại đây. Hiện tại đây là khu 4 xã Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ, một bộ bàn ghế Âu Á Trương Voi và một chiếc kệ tivi cùng chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây, trước mặt thì chúng tôi vừa bàn giao vào cho cái không gian phòng khách nha anh. Đây, đây hình ảnh tổng thể bộ ghế và chiếc kệ tivi vị này. Thì bộ ghế này chất bản này kích thước là dài 2m4, chất liệu gỗ gõ đỏ. Thì tôi có quay lại video clip làm kỷ niệm với gia đình anh Hoàng. Đấy, cũng như là quý vị nào ở Thanh Ba thì tham khảo những bộ ghế như này. Bên trong đây là chiếc kệ tivi Sùng Châu đỏ 2m4. Còn cơ sở của tôi thì có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 86. Website là đồ gỗ Tùng Tám .com. Mọi người nào có nhu cầu quan tâm về đồ gỗ nội thất thì có thể liên hệ. Ok, video tôi quay làm clip kỷ niệm với anh Hoàng tại Ninh Dân, Thanh Ba. Xin cảm ơn. Uống nước anh ơi. Vâng.